chào các bạn trở lại video mới của mình nha. Hôm nay thì máy có đem về chiếc 70G còn bồn nha các bạn, còn súng luôn bạn ơi. Mình sẽ đăng chiếc 70G đẹp cho mấy bạn coi nha, đời 2015 nha mấy bạn, xe đẹp luôn, ống cuốn còn đẹp luôn, thanh bơ thanh đập đẹp luôn các bạn ơi. Xe này động số động cơ bơm số chưa bung nha mấy bạn. Để mình lên mình đề máy vô bông cho mấy bạn xem nha. Xe này nói chung là đẹp mấy bạn ơi. Xe bơ đồ còn đẹp, không găng nứt, không gãy nha mấy bạn, không xé luôn mấy bạn. Rồi mình lên mình để máy vô xe bơ vô bông cho mấy bạn xem. Thank you.
đẹp các bạn ơi. Xe này rất là đỉnh nha mấy bạn. Đây là bồn lớn các bạn. Hồng còn đẹp luôn các bạn ơi. Động cơ nha mấy bạn. Máy này ba cục chưa bung mấy bạn ơi. Động cơ bơm số. Đây chạy chân nha mấy bạn. Chân còn xanh tịnh luôn mấy bạn ơi. Thằng zin còn đẹp luôn. Cái bồn lớn bạn ơi, bồn lớn này còn đẹp đúng không bạn? Bồn là bao mấy bạn luôn nha, bồn này là chất lượng luôn nha mấy bạn, bồn đẹp luôn mấy bạn ơi. Đây DC 70G, đây là chiếc bồn lớn. Cái gì vậy? Cái mưa đẹp luôn các bạn ơi.
Nếu các bạn nào thấy mình quay những chiếc máy chất lượng thì nhớ cho mình một like và đăng ký ủng hộ mình nha mấy bạn. Rồi, mình kết thúc video các bạn ơi. Chào tạm biệt.